Vâng, xin chào bạn. Hôm nay hàng Lab sẽ gửi tới bạn chương trình khuyến mại chào hè. Laptop nhập Mỹ giảm giá lên đến 5 triệu đồng. Trong đợt này là một chương trình gần như là chương trình sale off lớn nhất năm tại hàng Lab, còn lớn hơn cả chương trình cuối năm. Và mình sẽ áp dụng giảm giá trên hầu hết tất cả các dòng sản phẩm đang bán ra tại hàng Lab, từ Dell, HP, Lenovo hoặc là Microsoft Surface. Chương trình giảm giá từ 1 đến 5 triệu đồng. Và sau đây mình sẽ chi tiết giới thiệu một số mã tiêu biểu với từng hãng. Giảm giá mạnh nhất trong lần này đó là mẫu sản phẩm Dell Virtual 3400, giảm giá lên tới 5 triệu đồng với hàng tiêu chuẩn loại 1 nhập Mỹ, mới 100% nguyên tem. Thứ hai là các hãng về Asus, Lenovo hoặc là HP, Surface, bên mình đều có mức giảm giá từ 1 đến 3 triệu đồng với cấu hình cực kỳ tốt. Chi tiết các bạn có thể tham khảo trực tiếp tại link website tại halab.com.vn. Và rất quan trọng với khách hàng đã lựa chọn sản phẩm Hạ Lab là tất cả sản phẩm bán ra đều được nhập từ thị trường Mỹ, mới 100% nguyên tem. Khi lấy thì khách hàng sẽ được tự tay khui thùng, tự bóc niêm phong sản phẩm của chính mình. Sản phẩm đầy đủ giấy tờ hải quan, kiểm định chất lượng, hợp chuẩn hợp quy để hợp thức hóa cho các dự án hoặc là công ty. Tất cả các sản phẩm này trong chương trình chào hè số lượng có hạn và thời gian cũng rất là ngắn, các bạn nhanh tay để sở hữu sản phẩm chất lượng nhất. Rồi, xin cảm ơn.